chào các bạn. Sau mùa mưa cái chậu dâu tây, cái chậu dâu tây nó tàn tác hết các bạn. Hôm nay mình lại tiến hành mình trồng lại cái chậu dâu tây Nhật các bạn. Đây là chậu dâu tây Nhật. Sau mùa mưa mình trong cái thời gian vừa rồi mình không chăm sóc các bạn. Mình bận phải sửa nhà, sửa vườn đúng không? Thì nó như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng lại ha. Thì mình quay lại như thế này thì sau một thời gian nữa thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái dâu nó phát triển mạnh không. Dâu này thì trồng được tính ra là được 8 tháng các bạn. Còn những các cái chậu dâu tây kia thì cái dâu Mỹ đá thì nó khỏe hơn ha. Nó khỏe hơn thì mình chỉ cần làm lại những các cái lá gốc các bạn. Ở đây cái chậu này thì nó đỡ hơn. Chậu này cũng là chậu dâu Nhật nhưng mà nó nhìn nó cũng đỡ hơn các bạn ha. Mình đang chăm sóc lại này, đến hôm tới có trái mình sẽ lại quay cho các bạn xem ha. Đây, dâu Nhật mình chăm sóc mình sẽ bón phân lại ha. Còn đây là những cái cây dâu Mỹ đá mình đang chăm sóc lại. Chăm sóc lại những cây dâu Mỹ đá. Và trồng lại những cây dâu Nhật này. Cây dâu Nhật này thì là một giống dâu mới, dâu Nhật thì nó khả năng thích nghi và nó khó trồng hơn các bạn ha. Cái dâu Mỹ đá nó múc nó rất là to ha. Nhưng mà dâu Nhật thì nó rất là nhìn nó còi cọc, đặc biệt nó là bị hở gốc này các bạn ha. Mình sẽ tiến hành trồng lại ha. Mỹ đá thì nó rất là khỏe các bạn ha. Nó chỉ cần bén rễ mà cái cây này thì nó đang già nhưng mà nó hơi thiếu phân mà nó vẫn có hoa các bạn ha. Nhưng bây giờ thì phải chăm sóc lại đây. Cái cây mà mình trồng từ ngó ra các bạn. Mình để ở trong rơ hộp hôm nay mình cứ đưa ra nắng. Các bạn có thể thấy được là nó rất là múp ha. Ngày mai mình sẽ đưa ra chỗ rộng. Mình chăm bón thêm cái phân cho nó để cho nó phát triển mạnh ha. Đây. Mình đang để trong cái vườn nên là nhiều cỏ mình quay thì nó không được nhìn cho bạn không thấy không rõ. Nói chung là bây giờ thì mình sẽ đi lại mình trồng lại cây dâu Nhật các bạn nhá. Này thì mình bây giờ mình chủ yếu sới lên các bạn, sới là mình trồng lại cái cây. Đấy, cây này thì nó là cái ngó, cái rễ như này nhưng mà nó vẫn còn nuôi được cái cây này. Mình tranh thủ mình trồng mình bón phân lại cho nó kịp mùa trái năm nay các bạn ha. Sau một cái mùa cũng khá lâu mình không có đăng video về những cái dâu tây các bạn. Do thì dâu mình để nó không được chăm sóc thì nó rất là xấu. Nhìn quay lên video thì rất là thảm các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ lại tiếp tục mình quay lại những cái video để chăm sóc lại những cái dâu tây các bạn ha. Các tín đồ dâu tây các bạn ha. Đây. Thôi bây giờ thì video của mình xin kết thúc ở đây và mình lại tiếp tục đi chăm sóc lại những cây dâu tây, đặc biệt là cái dâu tây Nhật các bạn nhá. Dâu tây Nhật thì nó hơi khó trồng, mình phải rất chăm và rất yêu nó thì bắt đầu nó mới cho mình trái được. Còn cái dâu Mỹ đá thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tỉa lá rồi xới đất bón phân thôi, thì là nó sẽ quay trở lại nó lên tốt các bạn ha. Đây đó. Đấy đó. Đây là dâu Nhật mình đang nhân giống ra các bạn, cố gắng chăm sóc nó lên tốt. Rồi, tạm biệt các bạn, gặp hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.